Rồi, hello cả nhà. Hiện tại mình đang kèm cho một anh và một cháu ở phía sau. Hai cho con đều đi bộ túc tay lái để nâng cao kỹ năng lái. Thì đầu tiên thì phụ huynh lên lái trước. Thì ok nha. Thì nãy mình chạy được khoảng một đoạn là mình đã quan sát được cái kỹ năng lái thì ảnh là ổn nha, nhưng mà còn hơi bị tâm lý chút xíu, không sao. Mới mà em dậy lên xe, mỗi lần lên xe là lạ, cũng nhát lắm giống như mình thôi. Rồi ở sau thì đang học hỏi rút kinh nghiệm. Nói chung là khi học hai người, mình coi cái người nào lái tốt nhất thì mình sẽ cho đi trước. Ảnh đang quan sát kiến hậu, ok ngon lành luôn, nãy quẹo cua cũng quan sát rồi. Rồi, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, thẳng tiến. Và đầu tiên xe mình đang ở vị trí gọi là xăng nhiên liệu là đổ bình, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho ảnh cách đi đổ nhiên liệu luôn. Thì các bạn nhìn vô cái đồng hồ thấy có cái trụ xăng phía bên trái, nó có mũi tên bên trái, là cái nắp xăng mình sẽ nằm bên trái. Nếu mà mũi tên cái trụ xăng nằm bên phải thì xe mình sẽ nằm bên phải. Và đặc biệt nữa là khi các bạn đi đổ nhiên liệu, nhất là những bạn nào mà đi mướn xe hoặc là mượn xe, thì nên coi cái clip này. Rồi anh đi thẳng luôn, tốt, anh quan sát tốt. Nhớ giùm em quan sát những chiếc clip. Anh chỉ như làn giữa luôn, như làn trong giùm em. Không, cái ra ngoài đó về phải, cái xăng Comisco. Thì khi các bạn mướn xe, các bạn không biết xe đó là máy xăng hay máy dầu, một là các bạn gọi điện cho cái người chủ xe, hai là các bạn ngại ngùng, đúng không? Các bạn mở cái nắp nhiên liệu ra, các bạn đưa cái lỗ mũi vô, các bạn hít nhẹ, đừng có hít mạnh ghiền. Rồi anh sẽ ôm sát đi chung với xe máy luôn giùm em nha. Lên trong. Dạ đúng rồi, lên trong luôn. Tốt, anh chạy tốt. Rồi, tánh dư rồi, tánh dư. Dư ép bên ngoài không? Ép mà ép với chị đó. Đó điểm này này. Thì các bạn nhớ nha, ngại ngùng thì cứ mở nắp nhiên liệu ra hoặc có hỏi cái người đổ xăng. Và đặc biệt nữa, rồi anh mở xi nhan phải giùm em, đi xéo xéo dần dần vô đó. Anh cứ lại vô thì xe cái máy mới nhường mình, tập đừng có tập trung với sau quá, nhìn lên trước luôn, liếc sau thôi. Có xe đi ngược chiều anh thấy không? Rồi đi thẳng vô trong luôn. Nhớ nha các bạn, mình dặn nhân viên luôn là đổ xăng nha, có người ta không biết, có nhiều khi nhân viên mới người ta đổ dầu là tới chuyện, đậu cây dầu là đổ cây dầu luôn lên trên đó. Cái trụ đây. Dạ rồi, giữ đó. Rồi thắng lại giùm em. Lên chút xíu nữa. Dạ rồi. Ok, trả lại 9N giùm em đi. Rồi, kéo thắng tay lên giùm em. Kéo thắng tay ở dưới. Rồi, dưới đùi của anh bên trái nha. Bên trái. Rồi, con nút ở dưới thẳng luôn, thẳng dưới luôn. Nè, nút trắng nè. Đó thấy nút trắng ở dưới không? Ở dưới thẳng luôn, thẳng ở dưới luôn, thẳng ở dưới sàn, từ từ thôi, không gấp, kéo nhẹ thôi. Anh kéo mạnh nó bung luôn á. Rồi sau khi đã đổ nhiên liệu xong xuôi, mình sẽ di chuyển tiếp các bạn. Nói chung là ảnh là lái tốt rồi, không còn gì để nói nữa, chỉ có thêm những cái kinh nghiệm đường trường thôi. Quan trọng là ảnh sẽ đi đường trường. Đó, gần đi xéo giống xe đó luôn ha, ra ngoài nhập ra làn chính luôn giùm em. Đó, rồi nhìn ở trên cái cột nó có những cái biển báo thông báo cho mình. Dạ rồi, đạp ga lên nè. Chưa qua hết mà tắt rồi. Do không thích điều đó. Rồi, không 8 như là 8 xị hay 9 xị gì đó. Ghê không đó, chứ còn thiếu cái xi nhan nữa xíu là lụm. Ok, chút xíu anh chạy đến ngay chỗ cái lối đó, anh sẽ quay đầu lại. Thì nó có một cái lên riêng vô trong đúng. Dạ đúng rồi, cái đó là lên ngoài, mình sẽ ra lên ngoài đó. Dạ, đặc biệt nữa anh phải quan sát cái mũi tên của mình là màu gì, màu đỏ kìa, đúng không? Đấy chưa, đó, chứ không phải là cái đèn màu xanh của mình đâu nha. Nhiều bạn lấy mới đều do bị lộn cái đèn, rất nhiều luôn, vượt đèn rất nhiều luôn. Sơ ý một chút xíu, nhìn cái nó bị choáng. Nhiều khi á, nhất những anh em lớn tuổi giống như mình cũng vậy, 45 rồi, con mắt nó cũng nhè nhè, nhìn rõ ràng mình thấy nó mười mấy,
mà lại đến nó dễ màu vàng, mắt nó bị nhẹ mà. Nên các bạn cẩn thận nha, dễ bị vượt đèn lắm. Dạ rồi đi ạ. À, cẩn thận phía bên tay phải nè, lên trên qua gặp người đi bộ đánh hết lái luôn, quay đầu lại luôn ạ. À, dạ đúng rồi, hết lái luôn ạ. À, đúng rồi. Đó, ảnh quan sát cực kỳ kỹ luôn. Đệ tử ơi, sao nhớ coi coi phụ huynh lái nè, thấy không? Quan sát điều hướng từ vị trí vai mình trở lên. Giống như ảnh là quan sát cực kỳ tốt. Rồi ở đây mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Nếu mà trường hợp cái lường này mà nó đông nha, thì các bạn có để ý phía bên phải mình ở trong thì nó cũng có là gọi là làn hỗn hợp, nghĩa là làn hỗn hợp. Nếu mà ở ngoài đây đông mình sẽ chuyển vô làn hỗn hợp để mình đi đó. Nếu mà không đông thì mình cứ đi làn này cho ok đó, tùy theo mỗi người mình điều chỉnh hết. Nhiều khi có đợt nó kẹt từ vị trí này là tới kia luôn, là mình chuyển vô làn trong mình đi. Còn này anh đi thẳng tiếp à. Tay lái vững, canh đường tốt, quan sát tốt. Chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cho ảnh đi những kỹ năng ở ngoài đường trường. Không, đi luôn, đừng bẻ ra. Anh đi đạp ga lên. Dạ, anh đạp ga lên, đúng rồi, đều. Không bẻ ra, ở sau có xe. Rồi bây giờ anh quan sát sau xe, chống không? Chống hay chuyển làn. Giờ anh đạp ga đều. Đúng. Chưa hết nữa quên nữa. Chậm lại để người ta mấy ngọn. Đúng rồi, chính xác. Ta bắn ngọn mình còn phân xa kịp. Hôm bữa mình mới từ đảo Bình Hưng về các bạn. Hôm nay mình lại đi ra Vũng Tàu. Bữa giờ bỏ bê Vũng Tàu quá, không đi Vũng Tàu buồn, nhớ Vũng Tàu bắt buộc bây giờ phải ra các bạn. Dạ rồi anh quan sát bên phải có xe không, chuyển làn vô trong giùm em. Xe mình được 70, xe tải xe công chỉ được 60 thôi. Còn làn hỗn hợp ở trong này chỉ có được 50 thôi, nên các bạn chú ý. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh cách nhập làn vô làn hỗn hợp luôn. Rồi mở xi nhan giùm em, ngó trước giùm em. Anh cứ lại lại nhẹ nhẹ vô. Dạ đúng rồi. Rồi anh cứ đi, cứ lại lại thôi. Đó, vô đây là cái thông số của mình đi là tốc độ chỉ có 50 thôi nha mọi người. Biển báo sẽ có tác dụng là biển báo sẽ nằm bên phải mới tác dụng bên trái nha. Biển báo phải nằm bên phải chứ không phải là áp dụng cái biển báo nãy nằm bên kia đâu. Mình đã vô làn trong thì áp dụng bên này. Đi thẳng đúng không? Không, dạ anh mở xi nhan phải, anh đi mé bên trên Hậu Giang. Đúng rồi, Hậu Giang, đi Hậu Giang luôn cũng được. Nãy định vô trong đây. Để đâm thẳng ra tới Vũng Tàu. Không, nó cũng qua đây. Nhớ nha, anh vẫn mở xi nhan giùm em nha. Tắt hồi sớm nha. Vẫn còn xi nhan, tới vô đây vô tắt được không hả? Dạ, không, nãy vô khúc kia là được rồi. Nhưng mình hơi sớm chút xíu, anh chậm lại chút xíu rồi đẹp. Rồi đèn xanh đèn đỏ quẹo phải giùm em. Ngon lành cành đào. Giờ nên chỉ cứ là đi đèo nó thôi là tha hồ ôm xe chạy. Nói chung là ảnh là ôm xe chạy là ok luôn á. Giờ kinh nghiệm từ đường tốc độ cao, xử lý các tình huống nhanh.
chứ đi tốc độ này là không có làm khó anh được. Rồi ép vô dần dần, ép vô dần dần. Khúc này là mình phải ép vô dần dần. Dạ đúng rồi. Quan sát kiến từ từ. Đó đúng rồi. Đó. Mình không ép là xe gắn máy không bao giờ nhường mình đâu. Cái nguyên tắc em đi xe máy cũng vậy, xe hơi mở xi nhan mà không ép vô là em cũng vẫn bàn bình thường. Ông nào nói mà nhường đâu, không có ông nào đi xe máy cũng có cái tật đó hết cả. Thấy không? Thấy thấy xe hơi mà mở xi nhan, ui cứ chạy thẳng hoài không ép vô là cửa lỗi, có lỗ là lỗi. Thấy không? Chừng nào ép vô mình mới nhường. Thì các bạn cũng vậy thôi. Các bạn khi các bạn đi ô tô các bạn mới mở xi nhan rồi chuyển dần dần vô thì người ta mới nhường cho mình. Dạ bóp còi nha. Bấm mép ngoài này. Thấy không? Cái mép ngoài. Băng qua đường cũng phải ngó trái, cũng phải ngó phải. Là sao chú ý nha. Rồi đi tiếp ạ. Vừa dính lưng. Hồi nãy cái cô đó nó mở xi nhan trái, đồng thời anh có nhìn vô cái kính chiếu hậu không, là thấy cô nhìn vô ngó kính hậu không đó. Cô đó là ok đó. Mà xong thấy xe mình mới có tấp vô. Dạ bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ. Cứ bỏ đi, đừng có đu. Bỏ. Đu là hem, hem bé đó. Hay bà chị đó. Bên đó là còn 3 giây là người ta băng qua, mình đây mình đu thì dễ va chạm lắm. Các bạn lưu ý nha, khi các bạn đi trên đường các bạn có nhiều trường hợp các bạn gấp quá. Chẳng hạn như đây còn mấy giây, mình chạy lại nó còn 3 giây đi. 2 giây đi. Thấy không? Thì các bạn đi vẫn được. Nhưng mà phải trừ ra cái trường hợp là bên kia xe gắn máy người ta cũng nôn nóng. Cứ còn 3-4 giây đèn đỏ người ta vẫn ban qua luôn, giống như nãy trường hợp cái chị đó à, nên cẩn thận nha mọi người khép vô mình nhích lên là sẽ dướng chữ ga nhẹ cả đi. Như xe này ga thì đầu nó hơi bốc lắm. Đúng rồi. Ba này ga thì đầu chưa quen cái cảm giác ga mới á. Ga đầu của xe này nó hơi bị hỏng. Đạp lên. Cũng là lộ trình cũ nha các bạn. Đó, còn kia ông gáp ông đi ra ông không ngó đây luôn. Ông vẹo trái mà ông như một vị thần, vẹo trái là vẹo cuối cùng.
trong lực giao thông là quẹo trái là quẹo cùng mỏng ga như một vị thần. Rồi anh sẽ đi hướng bên cánh phải luôn. Rồi anh sẽ đi xuống cầu giống như xe đó. Dạ. Ở đây cấm quẹo trái rồi, chỉ có quẹo phải thôi. Và quan sát cái chiều cao, nhiều khi các bạn chơi đồ chơi á, các bạn sẽ gắn những cái ba ga ở trên cao quá, rồi chở nóc đồ đi, chở bao vali trên cao, đẩy cái gớt vali hết. Cẩn thận, cũng có người ngược chiều, né né cống cống, cống này yếu lắm. Dạ, ông cống này có bể mấy lần à. Anh tích còn cái nhẹ, sợ người ta ngược chiều. Rồi đến phần tiếp theo mình sẽ đi nhập làn ra làn chính nha các bạn. Hiện tại mình đang đi dưới gầm cầu đi lên, mình sẽ đi sẽ mở xi nhan trái nha. Đó, rồi anh xác định lối đi kìa, ở trên kia có biển 60 thấy không, cái lối ra đó thấy không, anh cho đầu xe thẳng về đó luôn, anh cứ chạy đổm vậy, liếc kiến trái là được đổm. Đó, cứ khép khép dần dần là xe máy nó nhường đó, anh cứ bỏ xi nhan ra nó không có tắt đâu. Rồi rồi liếc bên kia có không, không có thì anh đập ga lên. Dạ, tiếp tục à, quan sát bên trái luôn. Rồi ok các bạn, thì khi các bạn mình đi qua cầu Lò Gốm này thì tốc độ chỉ mình có được có 60 thôi nha mọi người ơi. Thì trên đại lộ Võ Văn Kiệt này mình cần chú ý gì? Chú ý những cái biển báo, những cái làn đường và mũi tên, nó biển báo chằng chịt lắm. Nhưng mà cái hướng này đi về lại, về ngay chỗ hầm Đồng Thiêm thì nó đơn giản, nó dễ lắm. Nhưng mà hướng ngược lại nó lại nó khó. Nó khó ở đây là khó ở chỗ nào? Cái khó là nếu mà các bạn đi vô làng ống hợp. Còn trên đây là không cho mình đi lên vô làng ống hợp đâu nha mọi người. Chỉ có một đoạn thôi là nhập ga thôi mới cho. Còn riêng là từ ở đây là không cho à, thì mình sẽ đi đơn giản hơn. Mình được 60, ở trong là cấm, ở trong là cấm xe hơi nha, ô tô nha các bạn. Có nhiều trường hợp là Google Maps chỉ vô trong ở đi luôn, các bạn tin không? Tôi đây tôi mở lên tôi cũng bị, còn bị ngay khúc ở trên, ngay chỗ cái cầu nó chỉ vô trong, và đặc biệt có xe bị vô bỏ bị bắt, biển báo cấm gõ gạt, cấm ô tô. Rồi anh cứ đi thẳng lên. Rồi tiếp tục. Đó bên trái các bạn đó, đó là cái hải đường Lân Ông, thì nó có cái ốc đảo tiểu đảo nha các bạn. Thì nó ốc đảo tiểu đảo là nó giải là giải phân cách cứng thôi, nó không phải là dòng xiến. Mình nhắc lại luôn nha, nhiều anh em đã bị phạt ở trên đây mà trong khi đó mình đi đúng. Tiểu đảo ốc đảo nó là giải phân cách cứng. Mình nhập vô làng ổng hợp, mình đi ra làng chính đều đi trên mũi tên thẳng, mình đá xi nhan mình mở, mình nhập vô mình nhập ra, đi trước và đi sau đều được. Nó không phải là dòng xiến nên các bạn đừng có nghe người ta nói là các bạn đi ngược chiều. Thấy không? Khi nó để cái biển mà dòng xiến ba mũi tên màu trắng xây dòng trong cái biển máu nền màu xanh thì bắt buộc các bạn phải đi theo dòng xiến là đi sau, đi trước, đi sau. À cái dòng xiến, còn này là mình là tiểu đảo, ốc đảo là giải phân cách thôi. Có lối đi thì mình đi bình thường nha mọi người ơi. À mình nhắc nhở cho các bạn là mình chỉ theo cái luật thôi. À, thì các bạn hiểu luật các bạn sẽ nói được, còn khi các bạn nào chưa biết thì các bạn sẽ bị dễ bị áp đặt lắm. À, rồi anh cứ thả chớn lên cho nó lên. Và đặc biệt cách đậu nè, đậu thì miễn sao mình vừa thấy cái số ở trên nằm trên đây, đừng bao giờ đậu cao. Có nhiều bạn là đậu sát lên à, là nó khó thấy lắm, khó thấy đèn. Giờ đi thẳng, ý em nói là từ trong hải thượng Lãng Ông quẹo ở đây được không? Được, vô tư mà.
anh đi mỗi tên. Ngay chỗ Hải Thượng Lãn Ông ra các bạn lưu ý nha, để ý nha, nó có một làn của xe gắn máy, hai làn xe gắn máy, các bạn đi mà trong đó các bạn quẹo trái là có chừng tiêu nha. Bữa có học viên nói rồi, hên bữa đó không có giao thông này ơi. Em lão vô đó luôn rồi, tại sao? Thì quẹo. Thấy không? Ơi, ơi có nhiều trường hợp là đi vô làn xe gắn máy để quẹo. Biển gập làn nó khác nha bạn. Biển gập làn nó khác nha. Khi các bạn và biển phân làn nó khác, nên các bạn lưu ý với vấn đề đó nha. Mất công là các bạn sẽ đi gọi là sai làn đường, và thứ hai nữa là đi không tuân thủ vạch kẻ đường. Đó, hai cái lỗi nó khác nhau nên các bạn chú ý vấn đề đó. Gộp làn, biển phân làn nó sẽ khác. Rồi anh có thể chuyển qua bên trái nếu mà trống. Cứ tập chuyển và đánh lái qua. Đúng rồi. Được, rồi anh chuyển lại, anh cứ tập chuyển cho em rồi em sẽ chỉ. Đó, ở đây là làn hỗn hợp, đi thẳng được luôn và quẹo trái được luôn đó, chứ mình đậu ở sao nó lâu. Rồi anh chuyển vô trong luôn. Dạ, chuyển liền trước cái bạch liền. À thấy không, rồi anh gạt thẳng lại trước cái bạch liền giùm em nha. Giống như ông xe xanh này, ông chạy cái gì luôn, đừng nói ông quẹo ông tú nậu. Rồi đi thẳng lên. Rồi anh đi sau xe xanh luôn. Rồi các bạn nào về quận nhất thì các bạn đi xe cặp mé bờ kinh nha các bạn ha. Đó, đi cặp mé bờ kinh các bạn đi về Tôn Đức Thắng này nọ. Còn riêng ở đây là cấm quẹo trái, cấm quẹo đầu tất cả các phương tiện rồi. À, anh cứ đi giữ làn được. Một chút xíu nữa em sẽ chỉ cho anh cách mở đèn luôn ha. Đi xuống dưới hầm phải mở đèn. Rồi anh đạp ga lên. Còn không kịp thì mình giật vậy thôi. Rồi bỏ đèn luôn. Ok. Giờ Thông đứng nhìn cả dễ thương ha. Không đi được rồi, bảy chỉ sai. Tại sao mình phải đậu gọng như vậy? Để chi mình quan sát được cái tín hiệu đèn ở trên. Còn nếu mà đậu cao quá mình sẽ không thấy biển cái đèn ở trên, thì lúc này mình phải khum đầu xuống mình ngó. Nó mở cổ không? Để ý nha, chứ không phải là đầu xe lắp vạch trắng rồi dần nha. Đó, miễn sao thấy đèn sát trên đầu là mình ok. Cấm quẹt trái, cấm quay đầu tất cả các phương tiện. Mình chỉ có việc đi thẳng. Một chút xíu anh mở đèn nè, bên trái nè. Đây, ở đây mình sẽ quay cho các bạn coi bên trái nè. À, anh dặn hết luôn cho em. Lên trên luôn, hai nấc, đổm. Rồi ngó trên đây, màu xanh lá cây là đúng. Màu xanh dương đậm là đèn chiếu xa. Ha. Thì chiếu xa bằng cách nào tắt thì mà kéo vô trong. Nó đúng rồi anh, mở lên đi. Dạ, đúng rồi đó. Ok nha. Nhớ phải mở hai nấc nha. Các bạn mà mở con nấc là đèn sương mù thôi á, cẩn thận. Rồi, ok anh. Dạ rồi. Mình mở trước luôn, mở vậy thôi. Khi các bạn mở đèn, các bạn phải quan sát trong cái tắp lô, các bạn thấy màu xanh dương đậm đó là đèn chiếu xa. Các bạn tắt bằng cách nào? Có nhiều khi các bạn không biết đèn đó là đèn gì luôn. Các bạn đi học các bạn không biết luôn. Và các bạn không biết tắt như thế nào, tắt dễ lắm, các bạn kéo về đáy giống như đá xi nhan á. Đá đèn á, để các bạn kéo về phía mình. Phía hướng về mình là nó sẽ tắt à. Rồi anh đi. Tốc độ tối đa là 60, tối thiểu là 30. Thì trong đây các bạn còn di chuyển làn đường được. Lúc mà xuống dưới hầm là tuyệt đối không nhường cho xe cao. Anh đi bên đây. Dạ. Chỉ mở đèn chiếu gần nha bạn, không được mở đèn chiếu xa. Và không được bóp kèn, không được chuyển làn đường trong đây. Tốc độ tối đa là 60. Ở trên trần đều có máy bắn tốc độ hết, các bạn lưu ý giùm mình. Có nhiều trường hợp chị em phụ nữ đều chạy vô làn xe gắn máy luôn, nhiều lần rồi. Khi các bạn chạy vô làn xe máy bảo đảm luôn, cái anh gác cổng bên đây, anh gọi điện bên giao thông bên kia ra chặn đầu lầm. Đó. Và đặc biệt nữa là các bạn nào mà xe đời mới thì nó có chế độ ô tô. Đó, máy bắn ở trên trần. Đời mới ô tô thì các bạn sẽ, nó xuống với hầm nó sẽ tự động nó mở, và lên hầm tự động nó sẽ tắt. Nhưng các bạn đừng có ý đi, các bạn nhớ khi xuống thì các bạn phải quan sát coi cái chế độ ô tô có mở chưa. Nhiều khi con cái của các bạn sẽ tắt đi, các bạn không biết, hoặc người khác chạy, người ta tắt. Các bạn không biết, hoặc là bật xi nhan lên xuống nó sẽ tự động tắt. Nên nó đá qua cái chế độ tắt nha, các bạn lưu ý nha. Rồi, máy bắn tiếp theo ở trên đây. Thấy không? Quá tốc độ là có biên bản về nhà.
công an lên trên kia là sẽ có biển số xe mình trên đó. Vậy thôi. Không được nẹp vô. Mình qua cầu đó mình tắt đèn. Dạ rồi mình tắt. Dạ rồi, ok. Rồi đặt. Mình sẽ đi thẳng về hướng cao tốc thì mình sẽ đi hướng bên cánh phải. Giờ anh đạp ga lên. Nhớ mở xi nhan giùm em nha. Rồi đi chính giữa thôi, đi chính giữa. Dạ đúng rồi đó. Nó ba làn lắm. Phía bên trái các bạn là để quay đầu quẹo trái về Thủ Thiêm, về cầu mới ha. Mình đi thẳng. Mũi tên đi thẳng màu xanh. Rồi phía bên phải các bạn ngay chỗ nè, đó Giá Long Môn nè, thấy không? Tốc độ là 80 xe con và xe khách, 60 xe tải và xe công. Ở đây là ba làn đường chính, ở trong kia là làn hỗn hợp, cũng ba làn đường luôn. Hồi xưa đợt trước, trước Tết thì nó chỉ cho ô tô đi đúng một làn một và tốc độ 50 thôi. Nhưng mà bây cả cự nhau nhiều quá, làn đường rộng quá, giờ người ta cho phép đi ba làn đường luôn. Xe taxi nó đang đi vô quá. Rồi anh vô đi em chỉ cho. Vô trong đây. Dạ vô trong đi em chỉ cho. Rồi hiện tại mình đang chuyển vô làn gọi là làn ô tô, nhưng mà được hỗn hợp vừa đi thẳng và vừa quẹo phải. Lưu ý giùm mình, khi các bạn muốn vô đây thì các bạn đó, chút xíu anh chuyển ra trái giùm em nha, chuyển mở xi nhan trái giùm em đi. Rồi lý do tắt xi nhan giùm em luôn. Anh qua đây, taxi nó làm không biết đường, nó mò luôn. Rồi anh dừng lại. Lý do là mình cho tập đây cho biết nè. Khi các bạn muốn vô đây thì các bạn phải canh cái đèn đó, gần đến đèn xanh thì các bạn đi. Một chút xíu ông đó nó ống đậu lại, ông mở xi nhan phải là bắt buộc phải chuyển qua trái. Đó, nó khó chịu ở đây nha. Rồi anh đi thẳng. Đây gọi là làng hỗn hợp giữa đi thẳng và quẹo phải. Khi các bạn muốn đi thẳng thì các bạn nhớ lưu ý phải canh cái đèn xanh của mình á, nó gần tới thì các bạn mới vô được. Các bạn mà đi theo kiểu mà hồi nãy vô á, đậu lại á, các bạn cản trở người ta quẹo phải. Tại sao làn đó là làn ưu tiên cho quẹo phải chứ không phải là làn để ưu tiên cho đi thẳng, nên các bạn lưu ý nha, mình chỉ có được đi ké thôi. Với điều kiện các bạn phải canh, các bạn đi đúng lực không có sai, nhưng mà các bạn đi kiểu đó là nó không có gọi là cản trở lưu thông cái người quẹo phải, nên các bạn lưu ý nha. Nào. Đó cũng vậy thôi, khúc này nè. Nào. Anh coi bên trái trống không? Rồi anh chuyển qua trái giùm em đi. Dạ rồi, ok. Cứ lại qua ngó trước giùm em. Anh cứ tập trung ở sau hoài là nguy hiểm. Rồi. Thấy chưa? Chút xíu nè. À. Cái làn thấy cái mũi tên quẹo phải không? Màu xanh kìa, đó thấy không? Còn nên đi thẳng nó màu đỏ đúng không? Nó cũng là hỗn hợp giữa đi thẳng và quẹo phải. Nhưng các bạn nhớ lưu ý ha, các bạn ví dụ chẳng hạn như cái đèn đỏ các bạn nhảy 11 rồi, thấy không? Là từ xa các bạn chạy đến là các bạn đi ra làn đó, các bạn đi thẳng luôn là được. Còn khi mà các bạn mà đi vô các bạn đó lâu và đang đợi lại ở đó để đi thẳng thì các bạn cản trở cái người ta quẹo phải, người ta quẹo phải không được, ta chửi. Các bạn lưu ý nha. Không, có người quẹo phải, người ta đậu ở đó, người ta quẹo phải là mấy xe này phải dạt qua bên trái, đúng không? Đó. Rồi, đặc biệt nữa, các bạn chuyển làn vô hỗn hợp thì đi đâu? Đi mũi tên thẳng. Đó, thấy không? Người ta chuyển vô kè đó, thấy không? Vô hỗn hợp đó, taxi luôn, thấy không? Đó, gọi là làn hỗn hợp nha. Từ làn chính vô làn hỗn hợp, từ làn hỗn hợp ra làn chính đều đi trên mũi tên thẳng cho mình. Làn đường đi thẳng vậy thôi. Rồi các bạn thấy gì không? Đa số các bạn mới các bạn không bao giờ để ý cái này đâu, cái này nó rất quan trọng. Đó, và cái này nó rất quan trọng. Xe bị ban. Thấy không? Cái này rất quan trọng. Mình đi thẳng là mình đi cái làn thẳng nha.
ở đây nó báo tín hiệu trước là ở đây có một làn quẹo phải. Hồi nãy là hỗn hợp vừa đi thẳng vừa quẹo phải, bây giờ nó chỉ có được phép quẹo phải thôi, không được phép đi thẳng. Nếu mà các bạn đi trên cái làn đó mà các bạn đi thẳng đúng cái đèn của màu xanh đi thẳng thì các bạn bị lỗi gì? Lỗi không tuân thủ vạch cái đường. Trời ơi, chiếc màu vàng tôi thích. Nên các bạn chú ý nha. Nên tại sao không có xe nào đậu là phải vậy ha. À, các bạn hiểu vấn đề chưa? Đó. Cứ đi thẳng là mình cứ đi. Ví dụ chẳng hạn như các bạn muốn nhập vô làn hỗn hợp thì các bạn cũng đi trên cái mũi tên thẳng chứ không phải là đi trên cái mũi tên về phải. Thì cái làn đường đi thẳng, đèn đi thẳng, các bạn lên trên đó mở xi nhan, các bạn chuyển vô trong làn hỗn hợp. Ừ, ở sau nhớ chú ý nha. Nó đẩy cái hướng đi thẳng rồi, nó đẩy về phải thôi. Đúng rồi, thì có về phải thôi, đúng chưa? Nhớ học hỏi ở sau ngồi coi nha. Đó, thấy không? Ở đây là chỉ có được quét về phải thôi. Các bạn muốn đi vô làn hỗn hợp đó là phải giống như xe này. Làn đường đi thẳng, đèn đi thẳng, quẹo phải. Trong đây được 3 làn ô tô luôn. Được chưa? Hiểu không? À, mình từ trong đó đi ra cũng vậy thôi. À, cũng là làn đường đi thẳng. Mở xi nhan đi xéo ra. Nếu có giải phân cách gọi là tiểu đảo đảo, mình đi trước và đi sau đều được. Giống như hãng đường lắng ông. Ở trong kia thì chỉ 50 thôi. Đấy. Có nhiều người ngồi thắc mắc, ôi sao không chịu đi đường này, ta đi vô cho nó để ta quẹo vô tòa nhà của người ta. À, các bạn lưu ý nha, nếu mà là người ta thiếu sơn, tao có kinh tế người ta làm, em góp phần kinh tế đi. Nếu mà lỡ mà vô cái đường quẹo phải rồi buộc mình nó quẹo phải luôn, dạ đúng rồi, quay đầu lại rồi kiếm chỗ khác rồi đi ra lại, dạ đúng rồi. Còn thôi mình canh me canh chua ba sĩ, canh me canh chua là ba sĩ. Nếu tai nạn thì mạnh nặng hơn, rồi anh chuyển vô trong cũng được, hoặc đi thẳng luôn, chuyển trong luôn đi, chuyển trong rồi anh chị chứ. Thì có nhiều anh em vẫn canh me canh chua thì ba sĩ vô trong luôn, tập vô trong luôn, giống như chiếc màu xanh á, đã già đúng rồi. Có xe nhiều quá hả? Từ từ rồi anh đi vô trong luôn, đạp ga lên, dạ rồi xéo vô. À, giống như mình đang nhập vô nữa không? Ai quẹo phải đồng nhân cống thì mình đi vô phà là phải quẹo trong đây nha. Tuyệt đối không đi đường thẳng trên kia quẹo phải vô nha. Quẹo ở đây hoặc là làn hỗn hợp mình quẹo phải được. Còn bên làn bên trái là tuyệt đối không quẹo phải được nha các bạn ha. Các bạn lưu ý nha, mũi tên nè. Các bạn muốn quẹo phải á, là hồi nãy á, các bạn lối đi vô là các bạn quẹo vô trong luôn. Đó. Rồi. Bây giờ tại sao mình vô đây? Lý do mình ngó trên kia, hiện tại trên kia xe công nó đang chặn đường hết rồi. Bây giờ mình sẽ vô trong đây. Làn đường này để quay đầu. Làn đường này đi thẳng, thẳng vào quẹo phải, các bạn lưu ý nha. Rồi, mình phải coi tín hiệu đèn của mình 70 mấy giây lần. Một chút xíu mình sẽ chỉ cách đi. Đó, vậy thôi. Ví dụ dây nó lâu, anh trả lại trên nợ, phải không? Xe nợ rồi, anh kéo thắng tay. Đúng chưa? Rồi, kéo thắng tay xong anh thả chân xuống. Rồi, anh cứ thả chân xuống đây, nó không có trôi đâu. Tại anh đã kéo thắng tay rồi. Ừ. Rồi, lúc này còn 10 giây sau của đèn đỏ thì mình đạp thắng. Anh đang đẩy chân ga kìa. Không, đã phải luôn. Ừ. Rồi, ok mọi người nha. Đó, đúng rồi, anh đạp thắng. Ừ. Đúng rồi. Đó, vậy thôi. Sau này gành thì khoảng 5 giây thôi rồi cũng được. Ok mọi người, let's go. Rồi anh đi thẳng lên luôn. Mình đi làng, đang làng thứ 3. Làng thứ 2 chứ lộn. Làng thứ 2 bên đây anh đừng có qua anh đó. Biết sao không? Chút xíu mà anh thấy bên kia nhập làng vô không? Rồi tự nhiên qua đó có bị vướng lại. Đó bây giờ anh đi thẳng là phải không? Thấy chưa? Chưa? Rồi nếu mà kẹt nữa mình vô làn trong chung với xe máy luôn cũng được nha bạn, không cấm nha. Là mình đi được ba làn mà. Anh mở xi nhan phải luôn, tập luôn. Ừ. Học với em cho tập nhiều. Đó. Đi được nha. Hôm nay mình tập nha các bạn. Nếu đúng ra là mình phải nhường cho xe máy. Nhưng mà đi vẫn được. Anh mở xi nhan phải luôn cho em đi. Tại đường người ta đâu có cấm đâu, người ta cho phép mình đi ba làn mà.
hợp với mình là mình đều cho tập những cái độ khó. Anh đi thẳng lên trên chứ không đi sai nha, mình hướng dẫn là không đi sai. Đó, rồi là S đi trước mặt chi không biết nữa. Nãy giờ sao anh 16 chỗ không cãi giùm em, rồi là S nói trước em phải giữ khoảng cách chứ. Trời ông này còn chen nữa, chán thiệt chứ. Ta đi ra chen vô, ông còn chen ác nữa. Thấy ghê không? Đó, người ta có lối đi riêng đó, của người ta, thấy không? Đó, chen chút nè, đó, dướng nè. Trời ơi, chen đó, mém nó dính rồi, thấy không? Khổ thiệt chứ. Anh cứ lấy lại lại vô. Các bạn thấy rõ ràng không? Mình đã vô đúng làn đường rồi đó mà còn bị chen nữa, thấy không? Rồi cứ đi theo chiếc mẹt giùm em nha. GLC, GLS á. S thì nhớ xa xa chút xíu, C thì gần gần chút xíu không sao. Rồi anh đi. Rồi anh cứ vung thắng từ từ, cứ ngó bên phải giùm em. Vậy thôi, liếc bên dưới trước. Ngó trước rồi liếc phải. Rồi, anh đập ga nhẹ. Đó, vậy thôi. Để bên phải xe gắn máy bang từ trên xuống á. Rồi anh cứ đi bình thường, vung thắng ra. Rồi anh đập ga. Khúc này là mình trong này của sang máy ha, mình đi ngoài từ từ quen mới mà còn hơi lúng túng, chỉ ra chỉ vô nhiều quá. Hả? Dẫn xe máy này đường dẫn mà vô được mà. Rồi anh đi thẳng lên trên giùm em luôn. Này có sẵn rồi, mình đi thôi, đâu cần phải ra kia. Đó, đúng rồi. Thấy chưa, nó chống cái nào mình đi đó thôi, không cần phải ra kia. Rồi, anh nhìn trên giá lông môm, anh để giùm em, mình đi tốc độ được bao nhiêu. Rồi, có phải có biển phụ dưới không? Đó, biển phụ của mình là được 80 nha, xe con và xe khách, 60 xe tải và xe công, chứ không phải là của từng làn đường nha. Từng làn đường nó khác nha, các bạn lưu ý giùm mình nha. Có nhiều bạn lộn, cái này rất nhiều, nó ở làng này 60, làng kia được 80. Sai. Nhớ giùm mình, đi theo biển báo mũi tên dưới đường và đeo hạn. Mình hạn gì? Hạn ô tô con là 80, biển báo phụ ở dưới. Rồi, giúp 80 cho em. Rồi, ok mọi người. Rồi, bây giờ là 80 là 80 chung. Vậy nha, xe đó là xe khách được 80 nha. À, tại xe con mà xe khách được 80, xe tải xe công mới được 60. Rồi bây giờ là 80 chung nè, xe tải và xe công đi được 80 luôn. Rồi bây giờ đố anh thấy có biển báo gì chưa? Hết thôi, thì chẳng. Rồi, hết khu nhà giàu. Đố anh được bao nhiêu? 90. Đúng rồi, lý do tại sao có 90? Có giải phân cách cứng. Nào, gâu, giúp giùm em. Đó là gọi là hết khu dân cư. Nói nôm na, nói dễ hiểu, vui vẻ này nọ là hết khu nhà lầu. Hoặc là hết khu nhà giàu. Rồi, ok, tiếp tục mình đi. Rồi anh đạp ga được 90 đúng không? À, khúc này là mình đi được 90 nè. Rồi xong xuôi đến, anh thấy được biển báo gì chưa? 60.2. Đúng rồi, tối đa là 120, tối thiểu là 60. À, thì mình không nên đi chậm quá. Mình đi chậm là, các bạn đi chậm là các bạn đi làn giữa. Hoặc xe các bạn trục chặt thì các bạn bấm khẩn cấp, các bạn đi làn này cho mình nha. Đó, xe tôi có bị trục chặt, tôi đi được dưới tốc độ không sao, nhưng mà trên tốc độ là nguy hiểm. Rồi anh thấy từ xa trên kia, anh thấy cái bảng nhập làn không? Rồi anh chủ động làm gì? Chủ động chuyển làn qua để chi nhường cho những anh em ở dưới người ta đi lên, ta nhập làn. Rồi anh cứ đập ra điều cho em. Các bạn thấy không? Biển nhập làn nè. Chủ động nhường cho những xe ở dưới, với điều kiện là xe ở dưới đang lên nhiều thì mình nhường nha. Còn không có xe nào mình cứ đi làn đường bình thường. Lúc này thì các bạn sẽ đi an toàn hơn. Đó, thấy anh ta nhập không? Mình nhường cho anh ta để cho anh ta nhập lên. Rồi những anh em nhập làn lên thì anh em nhập một làn thôi, đừng lên làn chuyển qua hai làn liền ha. Anh đập ga tiếp. Dạ rồi, đập ga liều lên cho em. Rồi anh coi anh chuyển vô trong. Ê, bậy rồi cái tay lái. À, khi quan sát cái tay thả lỏng ga
Hồi nãy anh gồng quá nó mém vô lương thấy không? Rồi anh đi tiếp. Rồi thôi mình sẽ xin kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn trên mọi nẻo đường. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào những video clip sau. Thôi ngọng luôn. Mình đã đang đặt cái nút bạc rồi các bạn. Chuẩn bị về. Phải đặt trước nha. Bây giờ mình mới biết, tưởng là mình đặt nút bạc là người ta sẽ chuyển cho mình. Không phải đâu. Mình phải đặt cái nút bạc đó, người ta làm là ở dưới tên mình đặt cái gì, thầy toàn dạy lái xe đó, hoặc là đổi tên khác thì xong xuôi người ta mới chuyển về Việt Nam. Các bạn lưu ý nha đó, tại bên Điền Quân đang quản lý mình 30% các bạn, khổ thiệt đó. Không biết để qua nút bạc coi kêu có giảm xuống còn 25% không đó. Khi đặt nút bạc xong là bên đó, nói chung là mình không gành công nghệ nhiều, hoặc là trên những cái của YouTube nhiều, nhưng mà bên Điền Quân đã hỗ trợ mình rất nhiều về vấn đề đó. Sai sót hay là do bị đánh bản quyền gì nữa là bên Điền Quân đều làm gỡ lại cho mình hết. Lý do mình không có sai nha, lo nó bị lỗi. Và đặc biệt ai ăn cắp clip của mình luôn, mình kêu bên Điền Quân xử lý luôn, báo cáo luôn đó. Nên nhiều thứ lắm, hoặc là làm cái gì khai cái gì tùm lum la thì bên đó đều làm hết cho mình luôn, rất ok. Tết, quà Tết hay cái gì cũng đều có luôn, nhưng mà miễn sao là có quà cũng được, mà nó tuy nó nhỏ nhưng mà nó cũng ok các bạn. Rồi bye bye cả nhà nha. Bên mình là chuyên về bổ túc tay lái nâng cao và đồng thời nhận hồ sơ lái mới, kể cả 2 bánh đến 4 bánh luôn nha các bạn, nâng dấu đổi bằng luôn nha các bạn, đầy đủ hết. Chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà có những năm mới an khang thịnh vượng, lái xe an toàn đi đến nơi về đến chốn nha. Chào tạm biệt, nhớ trúng số mua xe. Rồi một chút xíu sẽ mình sẽ qua ngoài kia mình sẽ đổi tài nha.